Chào mọi người nhé, chào quý vị đang xem tại kênh YouTube của Tú Lâu Đài. Xin thân mến chào các bạn đồng nghiệp, các anh em đồng nghiệp trong mỹ thuật. Hôm nay Tú Lâu Đài xin chia sẻ một cái kỹ thuật trong đổ khuôn silicon và làm ra đổ là sản phẩm nhựa composite. Thì hôm nay tôi đã có chuẩn bị một tác phẩm để tôi sẽ quay cho các bạn xem. Đây là một cái phù điêu, tác phẩm phù điêu. Đây là một cái vật mẫu. Đây, trước tiên là tôi sẽ tạo một cái vật mẫu. Đây là nó, một cái phù điêu này nó là tác phẩm cây bút thần của Tú Lâu Đài ấy. Bây giờ tôi sẽ đổ khuôn silicon cho cái tác phẩm này. Thì bây giờ xin mọi người xem kỹ nhá. Tôi sẽ giới thiệu từng quy trình một. Đây là tôi đã nặn trước một cái vật mẫu bằng đất sét này. Đấy. Sau đó tôi để nó hơi se se, khô bề mặt một chút. Nó không phải là khô cứng hẳn đâu mà nó vẫn còn một chút ẩm này, nhưng mà không được để ẩm quá nhá. Đấy, anh em nào đang chuẩn bị làm về cái mảng khuôn silicon thì vào đây giao lưu nhá. Sau khi có một cân silicon thì nó rơi về tầm khoảng một hơn một nắp chai Navi, cái chất đóng lán, cái chất đấy để cho nó gọi là làm đông cứng. Đây, tôi sẽ phá trước một ít để tôi phủ một lớp đầu tiên lên bề mặt để cho nó dễ rót vào các cái khe nhỏ ấy, nó không bị bong bóng. Thì tôi sẽ có một cái phụ da nữa. Cái này nó là cái chất khi mua là chúng ta hỏi và xoa bán cho thêm một cái chất phụ da để pha loãng cái này đây. Loãng ra một chút nhưng mà đừng lạm dụng nó quá, nó loãng quá thì nó lại không tốt. Cho tối đa là khoảng gần 10% loãng. Chất nặng loãng. Quên để tôi đi cái găng tay lại. Ta sẽ dùng chổi. Đấy, như vậy là tôi đã vừa đổ xong phần silicon. Đấy, sau này tôi sẽ chờ cái silicon khô, tôi sẽ
đổ trùm cái nhựa composite trên để làm cái khuôn cường lực. Đấy. Các bạn chú ý xem công đoạn tiếp theo nhá. Nhặt nếu mà tập ra thành hình rồi. Bột đá. Bột đá mà cứ ra chờ mà giống trong mưa cũng không được. Vâng. Pha thêm bột đá để cho nó có độ cứng cứng hơn chút, nó sền sền để nó dễ dễ quét, để nguyên thì nó loãng lắm mà nó tốn nhựa nên phải đọc đọc bột đá độ nó là cảm thấy cái độ quánh của nó cảm thấy ok dễ làm là được. Đấy, theo mấy ông họa sĩ sướng lắm nè, mấy ông toàn làm cái mô hình, toàn là kiểu làm cái mô hình. Sau khi tác phẩm này, cái nước keo, cái nước nhựa composite đầu tiên đã tương đối là khô khô rồi, thì sau khoảng từ lúc đổ đến lúc khô nó tầm khoảng nửa tiếng này, thì tôi sẽ bắt đầu be lần thứ hai, be đất xét xung quanh, thì tôi sẽ đổ hoàn thiện phần này là tạo độ dày cho cái khuôn này và thêm cái vải thủy tinh này để cho nó gia cường chắc khuôn. Đấy, bây giờ tôi be xong rồi. Bây giờ tôi sẽ phủ cái lớp vải lên và tôi đổ một lần này là đổ kỹ để cho cái bột đá này nó tan đều.
rồi. Ổn đấy. Sau đây là màn bò ốc bóc sắp bóc. Và đây là sản phẩm. Sau đây là màn bò ốc bóc sắp bóc. Và đây là ngại à. Đây là sản phẩm đấy, tác phẩm đầu tay của tôi đây, quá là nét, chưa được tuyệt đối nữa. Nên này là rất là ưng ý đâu, rất là nét. Ok, như vậy là tôi đã đổ thành công cái khuôn silicone này cho tác phẩm này. Đấy. Đây là cái khuôn bọc ở ngoài bằng composite để chịu lực. Đấy, rất chắc chắn. Sắp tới tôi sẽ đổ thử một sản phẩm này cho mọi người cùng xem nhá. Mọi người cùng đón xem video sắp tới của tôi nhá. Rồi. Rất là ok. Tôi rất lấy làm hài lòng.
một trải nghiệm rất là thú vị. Không thừa không thiếu, bây giờ là tiết mục bò ốc bóc sắp bóc. Cứ nhấp nhấp vừa đổ cầm cầm cứ cầm ống như anh nhấp tay nhấp nhấp thẳng à. Cứ nhấp đi thì biết đâu ơi ta tưởng giữ cái ống một cái ống người ta coi nghe đấy góc luôn này. Không được luôn. Từ bây giờ khô đã khô rồi. Tương đối khô nhanh rồi. Khô nhanh phải bóc ra để khuôn nó đỡ bị nóng. Cứ giữ giữ đây để cầm đứng này. À nha, giữ gì nữa. Cái quay thằng nào nó lại học được mày ạ đi. Cái này thì nó quá phổ biến ở trên mạng này, có cái gì mà giấu giếm đâu. Chú giữ thì chắc nha, để cho cãi cho chú không quen. Quá nguệt luôn. Đây là thành phẩm đây. Nghe không? Quá mỹ mãn. Chuẩn bị cho chiến binh lai trận này.